Rồi, ok, hai xin mời anh em và chào mừng trở lại với channel của mình, thì lại mình Tâm Blue đây. Rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cái app giảm ping hoàn toàn mới nhá. App này có thể khắc phục lỗi lag giật các thứ luôn mà cũng là free nữa. Nên là anh em nào đang gặp tình trạng lag game mà dùng cái app Golink cũ ấy nó vẫn bị lag thì ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em app này nhá. Đầu tiên anh em sẽ phải vào Safari hoặc là Google đối với Android. Rồi. Sau đó anh em sẽ vào cho mình cái link này nhá. Link này thì mình sẽ để dưới phần bình luận ghim của video và phần mô tả luôn. Đó, để anh em nhớ phải vào cái link này đăng ký tài khoản trước thì anh em mới có tài khoản VIP anh em nhé. Rồi sau đó anh em nhập cái Gmail vào của mình vào trong cái ô này. Đó, anh em nhập vào Gmail vào. Sau đó anh em bấm vào gửi mã xác minh nhé, để nó gửi cái mã về cái Gmail của anh em ấy. Rồi thì anh em cứ đợi tầm một lúc nó sẽ gửi cái mã về. Ok. Đây, nó gửi mã về cho mình rồi. Đây, xong anh em nhập cái mã đấy là vào cái ô dưới này cho mình nhé. Đó. Rồi sau đó anh em nhập mật khẩu mà anh em muốn đặt vào nhé. Anh em nhớ nhập mật khẩu, nhớ cái mật khẩu này luôn nhé, nó không cho nhập lại hai lần đâu, nên anh em phải nhớ luôn. Rồi sau đó đăng, em lại bấm đăng ký đây. Đó, đó thành công thì nó chuyển cho anh em sang một cái web như này. Thì ở đây thì anh em mới tiến hành tải cái app này về nhé. Còn đây là cái đăng ký tài khoản miễn phí ở trên này, à, tài khoản VIP ở trên này thôi. Anh em dùng Android thì tải Android, có thể tải trên CF Play luôn, có cho cả MacBook với cả iOS luôn này, à Windows luôn này. Rồi ở đây mình dùng iPhone thì mình bấm vào iPhone này, họ sẽ chuyển cho mình sang App Store. Còn Android thì anh em bấm vào cái CF Play, chuyển anh em sang CF Play thôi. Rồi sau đó anh em bấm tải, chọn cái này thôi. Cái app này nói chung là nó cũng nhẹ lắm, có 5 mấy mê thôi, khá là nhẹ, tải khá là nhanh luôn. Đâu, đây, 57 mê. Rồi sau đó anh em ra màn hình chính này, anh em thấy cái Xbox không? Đây, là cái app này đây. Rồi sau đó anh em thì tiến hành đăng nhập nhá. Rồi cái bước này nó khá là quan trọng nên là anh em chú ý xem kỹ giúp mình nhá. Ở đây mình chọn từ chối luôn để cho nó đỡ thông báo lằng nhằng. Sau đó anh em bấm luôn vào phần kết nối mình. Rồi, ở đây hiện này thì anh em bấm tiếp tục. Anh em đó, sang cái bước này thì anh em nhớ đăng nhập lại cái tài khoản lúc nãy mà anh em đăng ký trên web vào nhé. Đó, cái tài khoản là cái Gmail của anh em và cái mật khẩu nhé. Không phải mật khẩu Gmail đâu mà mật khẩu anh em tạo cái link ấy. Rồi, sau đó anh em bấm đăng nhập. Ok. Đó, ở đây khi mà anh em làm thành công anh em sẽ có 5 ngày VIP anh em nhé. Đấy, 5 ngày VIP ở dưới này luôn. Đó. Đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em tăng số lượng ngày VIP này nhá. Đầu tiên anh em vào cho mình, anh em cứ bật lên trước đi đã. Mình hướng dẫn anh em cách cài đặt cho dùng VPN đã. Rồi sau anh em thêm cái VPN vào thôi. Đó, em thấy cái chế độ thông minh không? Đây, hiện đây VPN trên góc màn hình rồi này. Rồi anh em chọn chế độ thông minh không? Anh em vào đây, anh em chơi game Trung Quốc, nó có rất là nhiều nước luôn. Em chơi game Trung Quốc thì em chọn là Trung Quốc Bắc Kinh hoặc là Trung Quốc Quảng Châu hay Trung Quốc Thượng Hải đều được nhé. Ba cái này thì dùng như nhau luôn. Đây mình chọn luôn cái Bắc Kinh đầu tiên đi. Đó, nó hiện cái chữ Trung Quốc ở trên này. Rồi, đây mình sẽ dẫn cho anh em nhận VIP nhá. Đầu tiên là anh em sẽ làm trực tiếp vào để anh em mua VIP luôn này. Cái bước này là bước mất tiền. Đây, còn miễn phí đây. Anh em bảo chọn phần cài đặt. Anh em chọn trong phần, anh em thấy cái phần mời chào không? Đây, mời chào đây. Anh em sẽ dùng cái link này. Để anh em gửi cho những bạn bè của anh em. Người ta đăng ký thành công, mỗi lần đăng ký thành công là anh em sẽ được cộng thêm ngày VIP anh em nhé. Đó. Còn một cái cách nữa đó chính là cái cách mã giảm giá, là cái cách gift code để anh em có thể nhận thêm ngày VIP ấy. Nếu mà có gift code thì mình sẽ cập nhật thêm cho anh em sau. Hiện tại thì cái app này chưa có gift code nhé. Ok, đây là những cách mà mình biết để anh em có thể dùng cái app này free. Rồi, còn bây giờ thì anh em mình tiến hành vào test luôn game nhé. Đây, mình test game cho anh em xem. Tìm chặn luôn. Cố hạng luôn cho lòng anh em ạ. Đây, tình trận khá là nhanh luôn. Anh em mà nhập tìm chậm lâu thì anh em có thể mời thêm bạn bè ở kênh thế giới xong anh em vào đánh tạo trận cho nó nhanh nhé. Tại bên server này cũng ít người chơi ấy. Ok. Còn đây chơi đoạn này thì mình sẽ tua nhanh luôn. Đây, vào game rồi này. Đây mình sẽ mở cho anh em, mình vẫn đang bật cái app Xbox này luôn anh em nhé. Đây, vẫn có VPN này. Đây, app thì mình vẫn đang chạy nhé. Ok, bây giờ mình tiến hành vào test cái app này xem nó có như nào nhé. Rồi, mới đầu các bước di chuyển thì khá là mượt luôn. Đây, ở đây anh em sẽ tiến hành xem kỹ trận đấu này để xem mình test VPN các thứ xem nó như nào nhé. Xem cái app này nó có ổn định không nhé.
Thank you.
Cuối cùng thì cũng đã xong rồi. Anh em đánh giá sao về cái app này thì anh em có thể để lại ý kiến của anh em ở dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ bye bye anh em, và hẹn gặp lại anh em trong những clip sớm nhất của mình. Bye bye. See you on the other side.